hai ekip hùng mạnh Pháp, Anh để ạc tiến vào vòng bán kết, liệu có được xem là dấu hiệu mang đến niềm vui cho Hà Lan và Tây Ban Nha? Hai đội bóng đang khát khao tạo nên cột mốc mới trong lịch sử giải đấu. Lần đầu tiên trong lịch sử, bốn đội bóng thuộc top dẫn đầu của cả bảng xếp hạng UEFA lẫn FIFA sẽ cùng đua tài trong khuôn khổ vòng bán kết một kỳ Euro. Chỉ riêng chi tiết này cũng đã mang lại cảm xúc chờ đợi mãnh liệt nơi người hâm mộ. Bên cạnh việc cả bốn đội qua lối chơi của mình cùng hứa hẹn đem đến những sắc thái mới cho hai trận cầu đỉnh cao. Không ai nghi ngờ sức mạnh của đội hạng 8 FIFA Tây Ban Nha, ứng viên thực thụ của ngôi vô địch lần này. Khi đoàn quân của huấn luyện viên Luis Villarreal toàn thắng từ đầu vòng chung kết với lối chơi đa dạng, dấu ấn Tiki-Taka với lối chơi kiểm soát bóng tối đa, dẫu không còn là tinh thần chủ đạo nhưng Tây Ban Nha vẫn dựa vào các cầu thủ có tố chất kỹ thuật vượt trội để chuyển trạng thái nhanh, sẵn sàng tấn công. Bị chọn làm đối thủ của Tây Ban Nha ở trận bán kết thứ nhất, đội bóng số 2 FIFA Pháp không cho thấy quyết tâm của một đội tuyển mạnh của châu Âu, vừa giành danh hiệu Á quân World Cup 2 năm trước. Về lối đá thực dụng dựa trên lực lượng nhân sự kiểu liệu cơm cắp mắm, huấn luyện viên Didier Deschamps chưa phát huy hết hiệu quả của đội hình bạc tỷ. Hệ quả của việc trông chờ vào tài xoay sở của thủ quân Kylian Mbappe là 5 trận đã qua, Pháp chỉ mới ghi được 3 bàn, bao gồm cả hai pha phản lưới nhà của đối phương. Huấn luyện viên Deschamps cũng chỉ dám tin dùng hàng tiền vệ thiên về phòng ngự, mà chính những cầu thủ đánh chặn hàng đầu như Aurelien Tchouameni hay N'Golo Kanté mới giúp đội để thủng lưới ít nhất. Trận đấu ở Munich rạng sáng ngày 10 tháng 7 giữa hàng công mạnh nhất và hàng thủ chắc chắn nhất hẳn sẽ rất hấp dẫn. Chỉ có điều, nếu không kịp hoàn thiện những khiếm khuyết về đội hình và lối chơi trong quỹ thời gian chỉ vỏn vẹn 4 ngày, Pháp khó mơ giành quyền góp mặt ở trận chung kết sau 8 năm. Trận bán kết thứ nhì giữa Hà Lan và Anh sẽ diễn ra trên sân Seno Iduna Park ở Dortmund rạng sáng ngày 11 tháng 7. Hà Lan chơi bóng thiên về tấn công và đã có 9 bàn thắng qua 5 trận. Dù các tiền đạo của đội không được đánh giá cao. Trong khi đó, tuyển Anh sở hữu đội hình bạc tỷ với nhiều ngôi sao tấn công thượng hạng, nhưng chỉ mới ghi được 5 bàn từ lối chơi đang gây nhiều tranh cãi. Đây mới là lần thứ tư Anh đối đầu Hà Lan tại một giải lớn, nhưng mới là lần đầu hai đội gặp nhau ở vòng knock-out của World Cup hoặc Euro. Theo câu ngạn ngữ kẻ chết hụt thường sống dai, giới chuyên môn cho rằng cơ hội giành vé vào chung kết của tuyển Anh vững hơn so với Hà Lan. Tam sư đang mơ lần thứ nhì liên tiếp vào đến trận đấu cuối cùng của một kỳ Euro, cũng như tìm kiếm danh hiệu đầu tiên sau gần nửa thế kỷ. Đem tài liệu vào phòng thi là cách người hâm mộ náo vui. Khi xuất hiện tràn ngập trên mạng xã hội hình ảnh chiếc bình nước của thủ môn Jordan Pickford ghi rõ thói quen sút phạt 11m của đối thủ, đây không phải lần đầu Jordan Pickford được sử dụng chiếc bình nước huyền thoại để nắm rõ thói quen sút phạt 11m của đối phương. Ghi chú cách thức đá 11m của đối thủ và dán lên bình nước mỗi trận là một trong những động tác chuẩn bị quen thuộc của Pickford ở cả các giải quốc nội lẫn quốc tế. Tại trận chung kết Euro 2020, bí quyết độc đáo này giúp Pickford gạt phá thành công nỗ lực trên chấm 11m của Andrea Belotti và Jorginho. Tuy vậy, tuyển Anh vẫn thua chung cuộc 2-3 khi Marcus Rashford, Jadon Sancho và Bukayo Saka đá hỏng đến 3 lượt sút luân lưu. Pickford thường sử dụng chiêu này ở trận đấu với Colombia tại vòng 1/8 World Cup 2018. Khi ấy anh còn dùng khăn để che phần ghi chú trên bình nước trước ánh mắt xăm soi từ đồng nghiệp David Ospina phía Colombia. Ở trận đấu này, Pickford phán đoán đúng hướng sút của Cuadrado, dù không thể ngăn cản được và sau đó ngăn được cú sút của Carles Bassa, góp công lớn giúp anh thắng 4-3 chung cuộc để vào tứ kết. Trở lại trận tứ kết với Thụy Sĩ rạng sáng mùng 7 tháng 7, khi trung vệ Manuel Akanji bước lên thực hiện cú sút luân lưu đầu tiên cho phía Thụy Sĩ, anh thực sự lo lắng vì đã quá biết tính cách của Pickford. Từ những cuộc chạm trán trực tiếp giữa các đội bóng của họ ở giải ngoại hạng Anh lẫn thói quen của thủ môn này, Pickford gán được cú sút của Akanji như dự tính. Khi biết rõ thói quen đá phạt của trung vệ này, anh cũng đoán đúng hướng các cú sút của Sadin Sakiri và Jeki Amdouni, dù không thể đón bắt hoặc cản phá lỗi. Tuy vậy, chỉ cần lần thành công trước cú sút của Akanji cũng đủ để tuyển Anh của Pickford đi tiếp. Bởi cùng lúc, năm đồng đội của anh, Kumbamme, Jude Bellingham, Bukayo Saka, Ivan Toney, Alexander Arnold đã làm quá tốt nhiệm vụ sút phạt của mình. Cho đến nay, Jordan Pickford đã cản phá được 4 trong số 14 quả phạt đền mà anh phải đối mặt trong loạt sút luân lưu ở các giải đấu lớn. Nhiều gấp đôi tổng số pha cứu 11m của các thủ môn Anh khác cộng lại giai đoạn 1990 đến 2012. Hai pha cứu thua trên 36 lượt. Anh rất chăm nghiên cứu thói quen của đối thủ với sự giúp sức của công nghệ, truyền thông lẫn các chuyên gia của đội bóng. Bên cạnh việc rèn giũa khả năng bắt bóng của mình, đây mới là lần thứ hai tuyển Anh thực hiện thành công tất cả các lượt sút. Lần đầu là trận thắng Tây Ban Nha tại Euro 1996. Trong 10 lần đá loạt luân lưu ở các giải đấu lớn như Euro và World Cup,
Thua ở loạt đá luân lưu là nỗi ám ảnh rất lớn đối với đội bóng xứ sở sương mù, mà thất bại ở chung kết Euro 2020 là minh chứng. Bên cạnh nhiệm vụ chính của mình, Pickford cũng hay gây áp lực với đối thủ bằng cách tạo diện mạo nhăn nhó trước mỗi lượt sút. Trận này, trọng tài Daniel Osato đã nhiều lần phải đến nói chuyện với Pickford về những trò tâm lý của anh ta. Tuyển Anh sẽ đối đầu với Hà Lan trong trận bán kết Euro 2024 vào rạng sáng ngày 10 tháng 7. Ba đội bóng đã phải nói lời chia tay Euro 2024 sau các loạt đá luân lưu cân đảo. Thế nhưng, sự nghiệt ngã từng lấy đi biết bao nước mắt của người hâm mộ chưa có dấu hiệu dừng lại, kể cả tại trận đấu cuối cùng vào ngày 15 tháng 7, sau hai tuần lễ đầu yên ả của các lượt trận vòng bảng. Euro 2024 đã nóng lên thực sự ở giai đoạn đầu knockout, khi mọi trận đấu đều chỉ có hai khái niệm thắng hoặc thua, không định đoạt được kết quả sau cùng trong 90 phút hoặc 120 phút. Các đội sẽ phải kéo nhau vào những loạt sút luân lưu đầy tính mê rủi. Các cầu thủ có thể đã quá quen với cách sát phạt có phần dã man, nhưng thiết thực của những lần luân phiên đá phạt từ chấm 11m. Thế nhưng, với người hâm mộ, kể cả với những nhà quản lý, một đội bóng thất bại ở loạt đá luân lưu bị xem là có tác động rất tiêu cực đối với tương lai của cả một nền bóng đá. Chẳng hạn, người Anh đến giờ vẫn chưa hoàn toàn trú, bỏ được cảm giác run rẩy mỗi khi nhớ đến cảnh tam sư cục ngã hết lần này đến lần khác ở màn đá luân lưu kể từ Euro 1996 đến nay. Không thể, hoặc chưa thể, loại bỏ hình thức đá luân lưu. Vậy thì làm sao để giảm thiểu độ rủi ro khi thực hiện? Dù đội bóng nào cũng ưu tiên thời lượng đáng kể để cầu thủ tập sút cầu môn. Đơn cử, khi bốc thăm đá luân lưu, đội thực hiện trước có được chút lợi thế nào không? Về lý thuyết, câu trả lời là không, nếu chỉ đơn giản là việc hai đội thay nhau sút bóng vào cầu môn. Từ một điểm cố định ở khoảng cách 11m, ai ghi bàn nhiều hơn sẽ thắng. Tuy vậy, trong thực tế, thứ tự sút phạt có thể rất quan trọng, vì nó ảnh hưởng đến tỷ số tạm thời và cả tâm lý của bên bị dẫn trước. Đã có nhiều nghiên cứu cho rằng bên sút luân lưu đầu tiên sẽ gia tăng đáng kể cơ hội chiến thắng. Để xác thực, các chuyên gia đã phân tích 207 loạt sút luân lưu trong 14 giải đấu bóng đá quốc tế từ tháng 7 năm 2003 đến tháng 8 năm 2017, bao gồm cả World Cup 10 loạt sút luân lưu, Euro 9, UEFA Champions League 30 và UEFA Europa League 68. Cả hai đội trưởng sẽ chọn theo đồng xu của trọng tài, hoặc sút đầu tiên hoặc có thủ môn giỏi thì chọn sút sau. Thống kê ghi nhận chỉ khoảng 56% thủ quân quyết định đội nhà đá trước, trong khi 44% còn lại chọn cách thủ môn bắt bóng với hy vọng cứu thua sớm. Những đội được quyền ưu tiên lựa chọn sau khi tung đồng xu thường là đội giành chiến thắng chung cuộc trong khoảng 60% các loạt sút luân lưu. Các con số thống kê cũng chỉ ra rằng đội đầu tiên thực hiện loạt sút luân lưu ở mỗi trận có tần suất chiến thắng lên đến trên 51%. Tại Euro 2024, duy nhất Slovenia đá trước và thua Bồ Đào Nha, trong khi cả Anh lẫn Pháp khi chọn quyền đá trước cũng là lúc họ chọn được chiến thắng. Chọn dần mây theo đồng xu thực ra chỉ phản ánh một khía cạnh quan trọng của màn thi đá luân lưu, đó là tâm lý. Đá trước hay sau, dù là chọn lựa hay bắt buộc, tất cả đều không quan trọng. Vấn đề là cầu thủ từng đội có được trau dồi bản lĩnh để tự tin bước ra chấm 11m hay không. Kế đó là tài năng của thủ môn, người được trao nắm giữ số phận của mỗi đội bóng.